Đơn hàng 4 món của bạn Việt Hoành đến từ Hải Phòng. Món đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng. Tiếp theo là hai cái bút bi mực xanh có đầu gel xóa được. Set 50 sticker BTS. Và cuối cùng là sticker nhũ tai thỏ. Liam cảm ơn bạn Việt Hoành đến từ Hải Phòng đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 77k kẻ ship. Đơn hàng hộp 108 tiết cơ mẫu mới của bạn Hà Anh đến từ Khánh Hòa. Liam cảm ơn bạn Hà Anh đến từ Khánh Hòa đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn của bạn là 73k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Mai đến từ Nghệ An. Món đầu tiên là một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Tiếp theo là 3 bịch bông gòn nhồi Squishy. Và cuối cùng là túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g. Liam cảm ơn bạn Thị Mai đến từ Nghệ An đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 65k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Thúy Hà đến từ Bình Định. Món đầu tiên là 3 lắc washi tape. Tiếp theo là set bút nước 9 màu. Và cuối cùng là set 12 bút highlight. Liam cảm ơn bạn Thúy Hà đến từ Bình Định đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 190k kẻ ship. Một đơn hàng nhiều món của bạn Thu Hà đến từ Hà Nội. Đầu tiên là hộp washi tape kèm sticker chibi. Tiếp theo là set 100 tờ giấy nốt. Set 18 sticker gấu thỏ loại vuông. Set làm móc khóa handmade. Sticker bling. Túi bóng kính trong suốt dán miệng. Set 5 miếng băng keo cá nhân. Hộp 108 sticker lấp lánh. Và nhiều món khác nữa ha. Liam có món quà nhỏ gửi tặng cho bạn Thu Hà đến từ Hà Nội. Cảm ơn bạn Thu Hà đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn tổng hết là 317k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Quỳnh Như đến từ Tiền Giang. Món đầu tiên là 2 chiếc kẹp tóc 3 răng họa tiết trái cây. Tiếp theo là set 3 cái lô dán có gấp nhựa. Túi bóng kính thông suốt dán miệng 50 cái. Một chiếc ống đựng bút 6 ô xoay 360 độ nè. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Như đến từ Tiền Giang để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 5 món của cô Quang đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là miếng lót ly cách nhiệt chống trượt. Tiếp theo là một set giấy nốt gồm 4 loại. 2 bịch bông gòn nhồi Squishy. Bộ combo gồm 7 món. Và cuối cùng là một cây thước dẻo. Liam cảm ơn cô Quang ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của cô Quang đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 4 món của bạn Như Thủy đến từ Bến Tre. Món đầu tiên là một lốc washi tape nhiều kích thước. Tiếp theo là gáy sổ cầm nhựa. Một ngoài lẻ mực xanh. Và cuối cùng là một chiếc dao rọc giấy hình của cà rốt. Liam cảm ơn bạn Như Thủy đến từ Bến Tre để ủng hộ shop Liam nha.
Tổng đơn 72k kẻ ship. Đơn hàng mua một cuốn sổ là sao vuông của bạn Kim Dung đến từ Hà Nội. Đi em cảm ơn bạn Kim Dung đến từ Hà Nội để ủng hộ shop đi em nha. Tổng đơn là 58k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Thủy Tiên đến từ Đồng Nai. Món đầu tiên là hai bịch bông gòn nhồi sữa Wixi. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán miệng. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Và cuối cùng là hộp đựng washi tháp loại 1 ngăn. Đi em cảm ơn bạn Thủy Tiên đến từ Đồng Nai để ủng hộ shop đi em nha. Tổng đơn 105k kẻ ship.